Bora.
sắc ni na ba ya ma na ta ba thân đa ya ta ba ma thân đa ya ta ba thân đa dự nghe thân ba ra ya ta ba na ra chấn trị ta ba ma ra na ra ta ba thân ra thân a mùng khứ ya ta ba ta ba ma thân đa ya ta ba ya kiết ra thân đa ya ta ba ba đa ma yêu thân đa ya ta ba na ra cấn trì bằng ya ra ya ta ba ma ba lợi thân ni ra ya ta ba nam mô ấn ra đắng na đa ra ya ya nam mô ba lô yên đế thức bằng ra dạ ta bà hàng tấn điện đồn mang đa đa bằng đa dạ ta bà hàng tấn điện đồn mang đa ra bằng đa dạ ta bà hàng tấn điện đồn mang đa ra bằng đa dạ ta bà Phật nói kinh Vô Lan Bồn ai con từng nghe lời tán như vậy một quá nọ thế tôn an trụ ai xa về thành kỳ tu viên trung mộng làm con yêu hành vi thiên bèn dùng huệ nhãn dưới trên kim tầm thấy vòng mẫu sanh làm ngã quỷ không uống ăn tiều tùy hình hài mùng liên thấy vậy lo phẩm vẫn đem dân từ mẫu ấy đặng đã lòng cứng có mấy lâu ai thấy con mẹ rất lo âu ai tay tả che đầy hữu hậu bóng ăn lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt giật của bà cơm đưa chưa tới miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đằng đâu thấy như vậy âu sầu thấy thảm mây mộng kiền liên bi cảm xót thương bành cùng sư phụ tìm phương giải nàng Phật mới bảo rõ ràng căn cõi ấy rằng mẹ ông gông tội răng sâu ai giàu ông thần lưng nhiệm màu ấy môn mình không thể ai cầu lòng hiếu thảo của ông giàu lớn ấy tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên ấy
bất thần kỳ. Tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, cộng ba cõi sâu phương tu tầm, cũng không phương cứu khắp mẹ người. Muốn cho cứu đặng mang người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Pháp cứu thế ta quan giải nói, ơi cho mọi người thoát khỏi ách nạn. Bèn kêu mùng thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần tiên thi. Rằm tháng bảy là ngày thứ tư, mười phương tăng đều dự lễ này. Phải toàn sâm sửa chớ chạy, thức ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm nệm lón, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu, ai món ăn tinh sạch bảo màu. Đừng trong bình bát vọng cầu kính dân, chư đại đức mười phương thù thực ngay trong bài đời sẽ đặng siêu thắng lại thêm cha mẹ tiền ngày đặng nhờ phương lực tiêu khiên ách nàng. Về ngày ấy thanh tăng đều đủ, dầu ở đâu cũng tu hội về. Như người thiền định sơn khê, tránh điều phiền não chăm về thiền nam. Hoặc người đắng bốn tòa đạo quả, không tu hành nguyện hòa vô sanh. Hoặc người thọ hạ kinh hằng, ai chẳng ham quyền quy ấn danh tâm tòng. Hoặc người đắng lòng thông tấn phán, và những hàng chuyên gia thành văn. Hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình, làm sai ở gần chúng sanh, đều trì giới rất thanh rất tịnh. Đạo đứng dày chánh định chân tâm, mà tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thô lãnh bát cơm lục hoàng. Người nào có sắm ra vần thực, đặng cúng dường tự tư tăng thời, hiện tiền của mẫu của người, bà con quyến thuộc thái đều nhờ ơn. Tam đò cổ chẳng rằng ra khỏi cảnh thân nhàn hướng thụ tự nhiên, ấy như còn cha mẹ tiền nhờ đó cũng đặng bách niên thọ trường. Như cha mẹ bảy đời qua vàng
cùng châu thân anh. Phần lại bảo mười phương tăng chúng ấy phải tuân theo thể thức sau này, trước khi thụ từng đàn cháy phải cần cầu thân thế mẹ cha thí chủ ơi, định tâm thần quan đủ đừng quên, cho xong ý định hành thiện mới dùng phẩm vật đàn tiền hiển dưng. Khi thủ dụng nên an vật thực trước phật đài hoặc tự tháp trung, chư tăng chú nguyện viên dung mây sao rồi tự tiện thu dùng bữa trưa. Phạm cơ thể phật vừa nói dứt ngay một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ và vui mừng. Mục liên cũng hên khóc thương rầu buồn ngày, mục liên máu cũng trong ngày ấy kim cổ về ngã quỷ đường tan. Mùng liên bành với phận rằng, mẹ con nhờ sức thanh tăng khỏi nàng hay lại, cũng nhờ oai thần tam bảo bằng chẳng thì nàng khổ khó ra. Như sao để phân rằng lời hỏi rất thông mây, ta vừa muốn nói con trùng hỏi theo thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần tam công thể tướng bất quan này cùng như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thân thế tình thâm anh. Đến rằm tháng bảy mỗi năm mấy sau khi thiên hạ chư tăng tự về chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ phải sắm sân bách vị cơm canh. Đừng trong bình ba phanh ăn ấy chờ giờ tự thế chúng tăng cũng dường đặng cầu nguyện sống đường trường thọ. Chẳng ôm đau cùng chẳng có chi, cùng cầu thân thế đồng thầy lìa nơi ngã quý sanh về nhà thiên an. Đặng hưởng phương nhân duyên vui đẹp mãi lại xa lìa nạn khổ cực thân, Phật tử ân cần
lòng yêu tháo ân thăm phải đền lễ cứu tế chi thành sâm đặt ngõ cung dường chư Phật chư tăng ấy, ấy là bao đáp thù ân ấy sanh thành dưỡng dục sống tân buổi đầu đệ tử phần lo gìn giữ ấy mới phải là thích tử thiền môn ấy vừa nghe dân pháp lan bồn môn sanh tử chúng thấy đồng hỷ hoan ấy một liên với môn bán Phật tờ ấy nguyện một lòng tinh thu phụng hành trước là trả nghĩa sinh thành sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài mong liên tôn già thay phận tuyên hành gầy vàng băng thanh ơi mọi người thoáng tội tình độ hóa sanh phúc tuệ mãi an lành ơi nam mô đại yêu mộng kiền liên bồ tát nam mô đại Phật thuyết kinh bao hiếu phụ mẫu ấy một thuở nọ thế tôn an trụ ấy xa về thần kỳ thủ biên trung an chớ tăng câu hỏi rất đông ấy tin ra tại số hai muôn tám Bồ Tát hội tại đây đủ mật thường thường. Bây giờ Phật mới lên đường ấy cùng hàng đại chúng nam phương tiến hành đáo mang lộ đành rằng măng thấy phần lại đóng chương vội vàng xin phần dạy tường ơi thầy là từ phố ba phương bốn loài ai ai cùng kính thầy dường ấy cớ sao thầy lại lại thương cô ăn phần rằng trong các môn đồ ấy ngươi là đệ tử đứng đầu dày công ấy bởi chưa biết đụng trong cho rõ ấy nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu trong xương giòn dặm bấy lâu ấy cho nên trong đó biết bao cốt
hài, chẳng cũng có ông bà cha mẹ, hoàng thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh, lộn thân đời trước thì hài còn đây, ta lẽ mai kính người tiền bối, và ngắm người vì nhớ kiếp xưa. Đồng xương hồn tạm chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa, có coi ai người chịu có xen soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam, mà để cho phân biệt thoát phàm, không còn lộn lão nữ nam chắc chồng. Đừng a nan trong lòng tha thiên, ngay biến làm sao phân biệt khỏi sai, ngài bèn xin phân chí bày, vì có chọn lựa gái trai lúc này, còn sanh tiền dễ về sắp đặt cách đi ăn mặc phân minh, chớ khi ra sát tiểu hình. Thương ai như nay có nhìn có phân, hay phẩm mới bảo nàng nên biết, hay xương nữ nam phân biệt rõ ràng. Đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen tâm dễ nhìn. Người có biết cớ chi nên nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra, sanh con ba đâu yên ra. Tám hồng bôn đấu sữa hòa nuôi con anh, vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. Nàng nghe vậy bi ai, xóm thương cha mẹ công dày dưỡng sanh, bèn cầu Phật thế ân dạy bảo, phương pháp nào bảo hiểu trong thân, Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cưng nhọc, sanh đặng con thập ngoạn cưu mang, ngày tháng đầu thai đậu tở sương, ngày mai chiều dịnh giữ sở tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngủ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ không xương, ai lại thêm đủ lỗ chân lông, mới cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, chứ
thì đầy đủ bóng hình. Mười tháng thì đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngô nghênh làm buồn thân màu ấy, nó vậy vùng đám quấu lung tung mây, làm cho cha mẹ hái hùng mà sự đau sự có con cùng có phân ấy. Khi sản xuất muôn phần an lạc ấy, cùng ví như được bạn thái giáo ơi. Mười tháng trường châu đáo mọi bề, thứ hai sanh đẻ gốm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thăm ân nuôi dưỡng ngay, cực đến đâu bền vững lại. Thứ tư ăn cắn uống cay, ai để dành bùi ngọt đủ đầy cho con ăn. Điều thứ năm lại còn thi ngủ, ai ước mẹ nằm khổ rau phần con ai. Thứ sau bú sữa nhai con mà điều thứ bảy không che ô uế, dặn đồ chớ của trẻ không phiền ai. Thứ tám chẳng nợ chia riêng, nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miễn con sung sướng, giàu phải tính sao có lợi thì làm, mà chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuông ấy, dành cho con cái cuộc thắng nhà. Thương con như ngọc như vàng, bằng thái sơn anh. Phần lại bảo nan nên biết ai, trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, mười phần mê mỗi cả mười, không tường ân trọng đức dày thông thân nam. Chẳng kinh mến quên ơn trái đứng ngày, không con thương dưỡng dục cụ lao, ấy là bao hiếu mặt giao ai. Vì những người ấy đời nào nên thân an, mẹ sanh con cứu mang mười tháng cực khổ giường cánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng về thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Kê sanh giảng hiểm nguy chi xiên, sanh đặng rồi tinh huyết dâm dê, ví như thọc huyết trâu dê nhất.
gặp thứ nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc mê ăn đắng cay bùi ngõ phần con ngày phải thăm phải giặt rửa trong biết rằng giờ giấy mẹ không ngại gì nằm phía con nằm phía ra trọn ba năm bố nương sợ mẹ thân gầy mòn nào để với con ấy khi con vừa được lớn con ấy cha mẹ dạy báo cho con vỡ lòng cho đi học mở thông con đau ốm tính thì lo chạy dầu tốn hao đến mây cũng đành khi con căn bên đằng lạnh thì cha mẹ mới an thần định tâm công dưỡng dục sanh bằng non biển sao con chẳng biết ơn này hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuân thì trở lại bài ngô ngang ai hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt khinh trưởng huynh nộ nàng thế bà con chẳng kể ra chi không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường lời dạy bảo sống đường không kể ai tiếng khuyên răng ăn chị chẳng màng trái ngang chống ban mọi đàn ra vào lui tới mắt càng ngược trên năng bề lộ mạng văn quen càng bướng ai chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng lớn lên theo thói hung hăng đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung em bỏ bạn lành theo cùng chúng giữa nên tầm quen làm sự trái ngang ai nghe lời dụ dỗ quân hoang bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người chưa còn tập theo thời theo thế thân lập thân tìm kế sanh nhai hoặc đi buồn bán kim lời hoặc vào quân linh với đời lầm công an về ràng bố đồng công mối nợ hoặc trở ngăn về vợ về con quên cha quên mẹ tình quên xứ quên sở lâu năm không về ấy là nói những người có chi chớ phần nhiều vui mà thôi sau khi phát
thân là bài bán ấy, phạm tội hình tù ráng phải vương ấy, hoặc khi mang bệnh giữa đường không người nuôi dưỡng bó thân ngoài đồng, hay tin giữ bà con cô bán cùng mẹ cha sao sáng buồn rầu, thương con than khóc âu sầu, có khi mang bệnh đôi mù vẫn vương anh, hoàng bệnh nặng về thương quá lẽ phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn ấy, hoặc nghe con chẳng lo lường ở trà đình tự đếm phố phường ngạo du âm, cứ mãi mía với đồng bất chính chẳng mấy khi thần tình mỏ khang, làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời, hoặc cha mẹ đến hồi già yêu không ai nuôi thiếu thốn mọi điều, ôm đau đói ranh kêu rêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương, phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng yêu để thuận hòa, cần lao phụng dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là trong đến lúng cùng phụ thân gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình, chớ còn lại vãng đến thăm mãi lần lần ngồi lanh biển tâm biển nhà, quên giường dòng sông thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bổ phụ lao ấy, làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên ấy, thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than ấy. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng niệm giữ phải mang, nghe Phật chi rõ mọi đàn ấy, trong hàng đại chúng lòng càng tham thai. Dèo xuống đất lấy cây lấy củi, hay đập vào mình vào mũi vào ống, mới làm cho các lỗ chân lòng mà thải đều rơm máu đầm cả thân an, đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn con quá cần tội nhân ấy, xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc ngay, dù càng dường như nát như tan anh. Tội tình có nỗi than vang ấy, làm sao trả đành muôn ngàn ân sâu, trước Phật tiền ai
cầu trần tổ sinh thế tôn mận cố bi lân. Làm sao bảo đảm thù ân ai tỏ lòng hiếu thuận sông thân của mình ai phận bèn dùng phạm thanh sao món ai phận tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề không vương bao đáp cho vừa sức đâu à vì có người ân sâu chống trả cộng mẹ cha tân cả hai vai. Chạm tu gì nỗi chẳng sai à đến trăm ngàn kiếp ân kia chớ vừa vì có người gặp cơn đói rét cây nuôi sống thân dẫn hết thân này thương hiền thịt tan phân tay trai trăm ngàn kiếm ân đây chớ đồng này vì có người vì công sanh dưỡng mình quen túng sông người à chịu thân bồ tôi như vậy đến trăm ngàn kiếp ân này thấm đau ân vì có người cầm dao thập bén mổ bụng ra rung hên tâm can chẳng than à đến trăm ngàn kiếp tâm ân đâu bằng vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào tuy là sự có biết bao à trái trăm ngàn kiếp không sao đáp đền vì có người vì công dưỡng dục tự treo mình cũng Phật thế đèn à cứ treo như vậy trọn năm mà trái trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền vì có người thương hiền ra mở hoan dùng dao chặt bữa thân mình thương ta tình chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng vì có người về không dưỡng dục mà nua sáng nông thâu ruộng thâu gan ai làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền nghe Phật nói thay đều kinh khủng mới dọn lễ tràn có nỗi cấm ngăn đồng thanh bánh phân lời rằng làm sao trả đặng ân thâm sống đường Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ sau này các người muốn đám ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền về cha mẹ trì chuyên phúng tụng cùng ăn năn những tội lỗi xưa cũng dược tam bảo sớm trưa cũng là tu phước chẳng chừa món chi ân rằm tháng bảy đến kỳ tự tử thầm phương tăng đều dư lễ đầy sắm
sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dâng anh. Đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn, ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải tụng kinh lại Phật, pháp tam quy bậc nhất giới khai. Nhưng lời ta dạy hôm nay các người nhớ lấy từ đây vung hành. Được nhớ vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải rơi. Trong năm đại tôi kể ra, bấm hiếu thứ nhất thật là trong thai âm. Sau khi chết bị đày vào ngục mê ngủ vô giác, cũng gọi tỳ ngục này trong núi thiết vì bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy, đốt tội nhân anh tại thành than. Có lò nấu sẵn cho tan, rót vào trong miệng tội can hành hình. Vì bấm hiếu nên mình thọ khổ, lòng thịt ra máu đổ tràn lan. Là có cho sắc căn gan, phun ra khói lửa đốt đoàn thôi nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong. Rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó ra phòng tình thao quay. Móng bằng sắt thương đau gươm dao, trên không trung đổ tháo như mưa. Gặp ai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thế nát như như tương anh. Nhưng hình phạt vô phương kể nay, mọi ngục đều có cấm trị riêng. Ấy như là xe sắt phân thay, chim ưng mổ bụng trâu cày lưỡi lê. Nếu mà đắng chết liền đã đỡ, vì nghiệp chiến không nỡ hành thân. Ngày đêm trên sông muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây. Sự hành phạt tại tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân, chúng người đều phải ân cần. Thừa hành các việc phân trần khoáng trên an. Nhưng là phải kinh này in chép truyền bá ra cho khắp đông tây. Như ai chép một quyển này, vì bằng đặng thấy môn vị Thế Tôn an. Nếu in được ngàn muôn quyển ấy, thì cũng bằng thay phần vạn thiên. Do theo nguyện lực tùy duyên ấy, chư Phật ủng hộ như sở nguyện.
cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại hóa sanh về cõi thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khắp trong tứ chúng một lòng kính vâng. Lại phát nguyện và thân này nam ra bụi cho muôn kiếp chân này giàu cho kéo lưỡi trâu cầy đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên ơn. Vì như bị ba thuyền đào kiếm khắp thân này đâm chém phân thay, hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt, phân chia ra muôn đoạn ra đời, đến trăm ngàn kiếp như vậy, chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên em. Đừng nàng kiền thiền đánh lệ, cầu tế tôn đằng đề, bà chúng sinh về bề phung tùng chuyên tinh tu hành. Phần mới bảo á năng nên biết, quyển kinh này quả thiện cao xa, đặt tên bảo yêu mẹ cha, cùng là ân trong thần là chân. Các người phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sao y giáo phụng hành. Sau khi phận rời đánh ranh, bốn hàng Phật tử rất mừng, rất vui an. Thầy mòn lòng vẫn theo lời Phật ấy, và kinh thành nhau trở lại phân tiền, nhưng tâm đánh lễ rồi liền lui ra. Phong kinh công đức thù thân hạnh, vô biên thân phước dài ông vạn vô lượng quang Phật sáng, hay nguyện tiêu tam chương trừ phiền não, nguyện đăng trí huệ chợ minh liễu, vô nguyện thôi chưa tất tiêu trừ, thay thế thường hằng Bồ Tát đạo. Nguyện sanh tay vô tình độ trung, cử phẩm liên hoa vi phù mẫu, hoa trai kiến phận ngộ vô sanh. Bận thôi Bồ Tát vì bàn lỡ, nguyện dĩ thử công đức có cảm những thế ngã đặng giữ chúng sanh. Giai công thành này phân đạo. Nam mô Hiện Tòa Đạo Tràng Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Lạc Bang Trang Nghiêm Giáo Chủ Đại Từ Đại Bi Phụ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đương Lai Hà Sanh Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Đại Hiếu Đại Hạnh Mục Kiền Liên Tôn Giả Tác Đại Chứng Minh Phục Nguyện. Phần từ Quảng Đại Cảm Ứng Vô Sai Quang Giáng Đạo Tràng Chứng Minh Công Mà Đức. Kim thời đệ tử chung đắng cung từ Phật tiền thành tâm phúng tùng đại thừa pháp báo vô lan bồn kinh cập bao hiếu phụ mẫu trọng ân kinh. Vì thừa công đức kỳ nguyện hiện tiền phụ mẫu phước họ tăng long chư tai tiêu diệt bệnh khổ tiêu trừ thường quạch kiết tường như ấy. Thứ nguyện cứu huyền thân tổ đa sanh quá khứ phù mẫu thượng chí cao tầng tổ khảo cao tầng tổ tỷ hạ chí tôn điệt tầng huyền thúc bá đệ huynh cô di tỷ mùi. Cập tứ sanh lục đao thập loại cô hồn chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn nhất thiết viện cận đằng chư hương à linh. Duy nguyện chân linh bất mũi ngạo du mã não chi giai bổn tính chiêu nhiên từ bộ kim thành chi lộ. Bạch liên hoa nội tường văn bát nhã chi âm bích ngọc trì trung đảng thính vô sanh chi à ngữ. Khổ nguyện hiện tiền đệ tử chung đẳng hiếu tâm kiên cố đạo hạnh tinh chuyên pháp giới nhân thiên đồng thành Phật đạo. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tử quy Phật đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo phá khổ thượng ấy tâm. Tử Thank you.